Hello, Damel Cá xin chào các bạn nha. Xin chào nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay đầu bu cần câu máy nha các bạn. Đây là cái cần câu của mình. Khoen Fuji. Đây, để mình cho các bạn xem. Khoen Fuji nha các bạn nha. Lần trước á, mình mua cái khoen đầu bu sắn không có á. Để mình thay cái khoen thường vô nè. Và ngày hôm nay mình sẽ thay vô đây là cái đầu chống sắn nha, cho nó hợp với lại cái cần câu nha các bạn. Đây. Đây là cái đầu bu chống sắn nha các bạn nha. Đó. Bây giờ mình sẽ thay bắt đầu thay cái đầu bu này vô trong cái ngọn cần này. Đó, cho nó hợp nha các bạn nha. Cho nó đẹp. Đầu tiên là bây giờ mình có hột quẹt nè, bằng hơ hơ đi. Chứ mình quá quắn quắn ít 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 dầu quá. Bây giờ mình sẽ hơ đốt cho cái phần dầu này cho nó lấy phần dầu ra trước. Đó, xong rồi đó. Bằng hơi là nóng rồi đó, bằng cầm đầu luôn mà rút ra. Đó, rất là đơn giản nha các bạn nha. Rồi các bạn lấy hết cái phần mà trước mình là đã làm á, hoặc là các bạn nào không có cái dù này thì lần đầu tiên các bạn thay cái bu này á thì không cần tháo như mình phải tháo ra. Tháo hết dù ra. Làm lại từ đầu. Nay mình thay hai cần luôn. Hai ngọn cần câu máy của mình cho nó khi mình quăng mồi á sẽ được chống sắn hơn, nó không có bị dính vô trong cái đọt cần câu, mồi sẽ đi ngọt hơn, đi xa hơn, êm hơn, không bị bể mồi. Đó, đó là tác dụng của cái đầu bu chống đó. Đã xong rồi các bạn nha. Đây nè, đây là bỏ vừa y luôn nè, thấy không, cho vô vừa y được cái ngọn cần của nè, thấy chưa, nó không có bị lỏng nha, nên mình sẽ không có cần phải chêm thêm cái dây dù hay là cái gì hết nha các bạn nha. Đó, một cần, đây là cần thứ hai của mình cũng đốt lấy hết dù luôn. Đó. Các bạn yên tâm nha, các bạn có hơ lửa này nữa cũng không có hại đến cái ngọn cần của các bạn đâu. Đó. Lấy cái phen đọt ra rất là đơn giản nha các bạn nha. Vì cái này mình đã thay thay một lần rồi á. Nên lần thứ hai mình thay á, rất lấy ra rất là đơn giản nha các bạn nha. Trước mình hàn bằng keo sắt, còn hôm nay mình sẽ hàn bằng keo AB nha các bạn. Keo AB nó sẽ ok hơn là keo sắt. Ok. Đã xong. Hai đọt nha bạn nha. Đó. Này bóp luôn nè. Đâu? Ừ. Ok chưa, có hai đọt rồi đó. Đâu? Bây giờ đến cái phần mà trộn keo nha. Đây. Đây là axit. Còn đây là cứng. Ừ. Đây là keo AB nha các bạn nha.
các bạn ra ngoài cái tiệm mà người ta bán keo á sẽ có nha. Một cái hũ. Rồi các bạn đổ cái phần cứng ra trước. Nó chảy rất là lâu nha các bạn nha. Ít thôi, không cần nhiều. Là mình lấy mình đủ làm thôi. Đó. Đủ làm thôi. Ít thôi. Mình cho axit chưa? Cho xích nhiều cho nhanh, cho nhanh chết. Okay. Các bạn quậy đều lên nè, trộn đều cái cứng và cái axit lại với nhau luôn. Các bạn quậy khi nào mà nó lên một cái màu vàng vậy nè, nó màu vàng như cái lòng trứng đỏ của trứng gà vậy nè, được nè. Là keo của ta đã đều nhau rồi đó. Các bạn để có chừng 3-4 tiếng á, hoặc 1-2 tiếng á, là keo của ta sẽ bắt đầu chết nha các bạn nha, chứ không chết liền nha. Đó, ok, đã xong. Bây giờ đến cái phần cho vô trong cái đây nè. Đó, thấy không? Các bạn chét cái phần keo lên cho trong cái ngọn cần nè. Đó. Các bạn chét xong rồi các bạn cho cái phần đầu bu vô. Canh đầu bu cho nó làm sao cho nó bằng. Nó bằng với lại cái kia. Đó, thấy chưa? Nè. Canh cho nó bằng. Bằng chuẩn. Cái phần dư này các bạn xay đi, xay vòng tròn nè, cho nó qua khỏi cái lớp của cái đầu bu luôn, cho nó phủ lên trên luôn, cho nó phủ lên trên luôn, đó, nó qua khúc luôn, cho bu chúng ta nó được chắc chắn hơn nha các bạn nha, đó, sau khi xong rồi á, các bạn kê lên, đừng để cho nó dính dưới nước nha. Đó. Cái đầu này cũng vậy luôn, cũng cút nó ra và bôi phần keo lên. Đó, bạn cho nó bu vô, rất đơn giản không các bạn? Thay đầu bu cần có máy rất là đơn giản nha các bạn nha, không có gì khó hết. Đó, ok chưa? Các bạn để chừng vài tiếng là khô là xong, hoàn thành, là có ngay cái đầu bu. Đầu bu như bực, cái đầu bu như thế này thì tha hồ luôn. Trời ơi, máng này nè bố già ơi. Đó, bu. Cái đầu này nó hơi lỏng tí, nên để cho nó chuẩn tí là được. Rất nhanh và rất đơn giản và rất là chắc chắn nha các bạn nha. Đó. Ok, đã hoàn thành nha các bạn nha. Đó, như các bạn thấy không, cái thay đầu bu gần con máy chúng ta rất đơn giản các bạn nha. Video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn yêu thích hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ cho Đam Mê Câu Cá cho các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha.